Bán kết trong mơ ở cúp quốc gia. Vòng tứ kết cúp quốc gia kết thúc. Theo đó, 4 đội vào bán kết tạo thành 2 cặp đấu trong mơ gồm Hà Gia Lai tiếp Hà Nội trên sân Pleiku. Thanh Hóa làm khách Bình Định sẽ diễn ra vào giữa tháng 11. Sân chơi bóng đá nội địa vào cuối năm nay phải nhường sân cho World Cup khai mạc vào ngày 20 tháng 11. Trước khi fan bóng đá Việt Nam xem những trận đấu hay của vòng bán kết cúp quốc gia, Bình Định mùa này là một tập thể có nội lực mạnh với nhiều tuyển thủ quốc gia, nhất là thủ môn Đặng Văn Lâm từ Shirezo Osaka của Nhật quay về. Bình Định còn chi rất nhiều tiền ra mua nhiều cầu thủ xuất sắc từ Hà Nội và Than Quảng Ninh về đầu quân. Họ chơi ngày càng ăn ý với nhau và nhờ đó Bình Định đánh bại Viettel ở tứ kết ngay tại sân khách hàng đấy để góp mặt ở bán kết. Viettel vừa thất bại ở AFC Cup 2022 khi bị đội có vé vớt của La Lumpur City, chỉ là câu lạc bộ trung bình của Malaysia, loại ở bán kết khu vực. ASEAN ngay trên sân Thống Nhất và mới nhất dừng cuộc chơi ở cúp quốc gia. Rất may ở vòng bán kết, cúp quốc gia là những trận đấu trong mơ khi đội quân của Bầu Đức chạm trán với đội bóng của Bầu Hiền. Còn ngựa U Bình Định lại gặp Thanh Hóa của huấn luyện viên Petrovic luôn có tham vọng trên mọi đấu trường.